Xin chào các bạn, AKShop gửi bạn video review dòng xe Exciter 15 đời 2011 đến 2015 với phần đờ mi trước. Bóng đờ mi và xi nhan zin là bóng xe tóc xe thế trong bóng led và lắp đặt thêm sọc led Audi nhấu ngã màu trắng. Hoạt động hai chức năng đờ mi xi nhan ban ngày khi bạn chưa mở đờ mi. Các bạn bật xi nhan thì phần đèn sẽ chớp tắt xi nhan như thế này. Và hãy rõ màu sọc Audi màu trắng cùng với bóng đờ xi nhan mình gắn là xanh dương. Màu sắc led Audi và màu sắc led đờ mi và xi nhan là tùy chọn. Khi bạn mở đờ mi là hai bên cùng sáng đèn. Đờ mi là công tắc đèn ở nấc đầu tiên. Rồi các bạn bật xi nhan thì lúc này phần Audi và cái bóng xanh dương ở trên xi nhan chớp tắt làm xi nhan. Tương tự bên phía còn lại khi bạn bật xi nhan. Đối với những anh em ở xa các bạn có thể tháo rời hai cái chó đèn này gửi lên shop, shop lắp đặt cho bạn hoàn thiện phần led và mạch điện vào. Làm xong gửi về, các bạn chỉ việc lắp đặt lên xe hoặc là mua luôn cặp chó đèn mới để làm led hoàn thiện và gửi về. Video được thực hiện với AK Shop,